Xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Lotto Baz và mình là Hoàng Vâu. Là một người làm về nội dung, một người yêu game cũng như là chỉnh sửa video ở mức cơ bản thì việc để chọn cho mình một chiếc laptop trong phân khúc từ 15 đến 20 triệu thật sự là một điều khá là khó khăn với mình. Nếu như mà lựa chọn laptop gaming thì nó lại hơi nặng, còn nếu như lựa chọn Ultrabook thì cấu hình nó lại không đủ. Cho đến khi sự chú ý của mình đã va phải vào chiếc Q407iQ này và mình đã có một thời gian trải nghiệm chiếc máy này trong vòng 5 tháng. Và thật sự trong 5 tháng vừa qua thì chiếc Q407iQ này là một công cụ hỗ trợ rất đắc lực cho mình. Và trong video này mình xin chia sẻ trải nghiệm của mình với chiếc Q407iQ này trong 5 tháng vừa qua và tại sao mình lại yêu thích nó. Và nếu như anh em đang quan tâm đến chiếc Q407iQ này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Lotto AZ cùng với mã giảm giá Z300. Chi tiết chương trình mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả video để cho anh em tham khảo. Xin cảm ơn. Và bây giờ không để mất thời gian của anh em nữa, chúng ta cùng bắt đầu video này. Về đánh giá chi tiết chiếc máy này thì chúng mình đã có một video đánh giá chi tiết rồi, mình có thể để link ở phía bên này hoặc là bên này nếu như anh em nhìn thấy nhá. Và với hơn 18 triệu đồng thì chiếc máy này sở hữu cho mình chip Ryzen 5 4500U, card mới 350, RAM 8GB và SSD 256. Và điều đầu tiên mỗi khi anh em lựa chọn cho mình một chiếc Ultrabook thì thường sẽ là về thiết kế tranh xả này, tính mỏng nhẹ cũng như là khả năng nhiệt liệu cao. Và với bản thân mình, công việc chính của mình là làm về nội dung, soạn thảo content và chiếc Q407iQ này thực sự đã hỗ trợ rất tốt cho mình trong thời gian vừa rồi. Vì nằm trong phân khúc Ultrabook cao cấp của Asus cho nên chiếc máy này được thiết kế nhôm nguyên khối, mang lại trải nghiệm cầm nắm rất chắc chắn và cực kỳ tranh xả. Mình mà là con gái kéo thể phải sắm một cái túi Dior trông cho nó tới thượng hơn một tí. Và cùng với đó thì trọng lượng của chiếc máy này cũng rất là nhẹ nhàng, chỉ 1,1kg mà thôi anh em ạ. Và với mình khi mang đi làm thì mình cũng chỉ cần mang theo một cặp táp để xong rồi để lên xe xong rồi mang đi thôi. Và dần mình đã quên đi cái chiếc ba lô to chà bá mà mình vẫn hay đeo á. Và đó là một điều hết sức tuyệt vời trên chiếc máy này. Bên cạnh một vẻ đẹp tranh xả và cùng cân nặng cực kỳ nhẹ thì phải nói là chiếc Q407iQ này đã hỗ trợ rất mình rất tốt trong công việc và mình rất là hài lòng. Với chiếc máy này thì cho mình cảm giác khá thoải mái khi viết content trong thời gian dài. Tốc độ phản hồi của bàn phím cũng rất là nhanh và nhạy. Mặc dù dùng cả ngày nhưng mình không cảm thấy mỏi tay vì hành trình phím khá là sâu đối với một chiếc Ultrabook. Vào buổi tối thì đèn nền bàn phím cũng đáp ứng rất đầy đủ độ sáng cần thiết, mặc dù nó cũng không phải là quá sáng đâu. Cùng với đó thì bàn phím cũng rất là êm ái, hoàn toàn không gây tiếng ồn, cho nên mình hoàn toàn yên tâm sử dụng dù nó là ban ngày hay là ban đêm. Tuy nhiên, dù sở hữu một bàn phím tốt nhưng bố trí layout của chiếc máy này nó lại hơi sát nhau. Bên cạnh đó thì phím điều ứng khá là nhỏ cho nên với những anh em có kích thước bàn tay to sẽ phải mất một thời gian để làm quen. Và đó là thứ mình phải đánh đổi thôi, vì dù sao đây cũng là một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ và thực sự bàn phím trên chiếc máy này đã hỗ trợ rất tốt cho mình trong công việc với một người có tần suất nhập liệu dày như mình. Và ngoài làm content, soạn nội dung ra thì thật sự chiếc máy này cũng hỗ trợ tốt cho mình cả về việc edit video nữa và mình thật sự rất ấn tượng về khả năng preview cũng như là render video của chiếc máy này. Với chip Ryzen 5 4500U thì ban đầu mình đã hoài nghi về việc có lẽ chiếc máy này sẽ hoạt động khá là chậm. Nhưng mà không, kết quả rất là bất ngờ khi dù mình có add khá nhiều hiệu ứng vào project của mình nhưng tốc độ preview rất là nhanh. Với sự hỗ trợ của card MX350 thì chiếc máy này rất ít xảy ra hiện tượng delay hay giật lag khi edit video. Tuy nhiên, project của mình cũng chỉ dừng lại ở chất lượng trung bình thôi, còn với video 4K thì có lẽ sẽ gây khó khăn cho chiếc máy này đấy. Dù sao thì đây cũng chỉ là một chiếc Ultrabook mỏng nhẹ nên mình không thể đòi hỏi quá nhiều ở một hiệu năng mạnh mẽ được. Tuy nhiên thì với sức mạnh của chip Ryzen 5 4500U và các MX350 thì Q407iQ đã giúp mình chạy kịp deadline mỗi khi có tiếng chuông điện thoại của sếp. Làm việc nhiều thì cũng cần phải giải trí đúng không nào? Và hầu hết ở trên những chiếc Ultrabook hiện nay thì để có thể chơi tốt những tựa game eSports ở mức độ cơ bản rồi. Tuy nhiên thì nếu như chỉ chơi eSports không thì nó chả có gì để nói cả. Với cấu hình của chiếc Q407iQ này thì ngoài edit video rất tốt và có thể chiến LOL max setting ra thì mình đã rất bất ngờ khi nó còn có thể chơi được những tựa game offline đồ họa khá nặng như là Devil May Cry 5, Ace Combat hay thậm chí cả Doom Eternal, một tựa game phải nói là ngôn cấu hình khá là khủng. Và mình đã test tất cả các tựa game này ở mức setting low và normal thì khung hình trung bình cho ra dao động vào khoảng 55-70fps, cá biệt có khi lên đến 80. Và đặc biệt là CPU cũng cực kỳ mát mẻ, chỉ xấp xỉ khoảng 68 độ với xung nhịp rất ổn định. Card MX350 cũng được bùng hết hiệu năng của nó và nhiệt độ cũng rất là mát mẻ, chỉ loanh quanh khoảng 70 độ mà thôi. Mặc dù trong quá trình chơi đôi khi bị throttling đột ngột nhưng hiện tượng này xảy ra khá là ít và không ảnh hưởng quá nhiều trải nghiệm của mình. Dù sao thì con chip 4500U cũng không phải là một con chip quá là mạnh mẽ như là những chiếc laptop gaming sôi thịt được. Và thực sự thì trong tiền lệ mình chưa bao giờ đánh giá một con máy laptop Ultrabook nào mà có thể chơi được game 3A ngon như vậy. Và thực sự mình rất hài lòng với chiếc máy này.
Tiếp theo là về thời lượng pin, thì thời lượng pin cũng là một trong những yếu tố để cho chúng ta quyết định mua những chiếc laptop Ultrabook. Và phải nói rằng thời lượng pin trên chiếc máy này đã làm mình ấn tượng không kém về phần hiệu năng. Khi mình sạc đầy pin và mang đi làm vào buổi sáng với các tác vụ văn phòng, đọc báo và xem YouTube, với độ sáng 50% thì thời lượng pin mình có được ở trên chiếc máy này là vào khoảng 6 tiếng, một con số phải nói là rất ngon với một chiếc Ultrabook. Ở độ sáng 100% thì chỉ còn khoảng trên dưới 5 tiếng thôi. Tuy nhiên thì đó cũng là một thời lượng pin rất tốt với một chiếc laptop Ultrabook sở hữu thỏi pin 50Wh rồi. Nếu như để mức tiết kiệm pin thấp nhất thì thậm chí còn có thể lên đến 8 tiếng cơ. Và mình có thể sạc mang đi làm thoải mái mà không cần phải mang theo bộ sạc. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với anh em trong video lần này. Tổng kết lại thì với 18 triệu, đây là một chiếc laptop Ultrabook phải nói là mình hài lòng nhất từ trước đến nay. Và chiếc máy này đã làm mình quên đi những chiếc laptop gaming sôi thịt. Và không biết anh em đã sử dụng chiếc máy này chưa? Và anh em nghĩ gì về những gì mình chia sẻ thì hoàn toàn có thể bình luận ở phía bên dưới phần comment. Và đừng quên like, subscribe cũng như là chia sẻ cho channel của Laptop AZ nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.